cái xây dựng cái đề án chính quyền đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh không những là nó thúc đẩy cái sự phát triển về nói chung cho thành phố, nhưng mà từng lĩnh vực thì sẽ có những cái sự phát triển tốt hơn, mà nó làm cái đà năng động để có thể đẩy được. Nói về các cái doanh nghiệp của thành phố thì với cái đề án này thì theo tôi là nó có những cái mặt rất ưu, tại vì lúc này thành phố sẽ tập trung là cái nào thuộc về cần sự phát triển trong kinh tế, ví dụ như là phát triển thành phố có nhiều công nghiệp nhưng mà công nghiệp gì, thì thành phố lúc đấy sẽ tập trung và để tạo được cái động lực cho các doanh nghiệp đấy phát triển để tăng được cái tăng trưởng, chứ không theo hiện nay theo cái cơ chế mà tất cả mà chúng ta hình dung kinh tế mặc dù là phụ thuộc lãnh đạo của nhà nước, của đảng, nhưng mà nó có một cái đặc thù, cái câu chuyện sống còn của nó. Thì lúc đấy thì lúc này nếu mà chúng ta xây dựng được cái chính quyền đô thị này thì lãnh đạo cũng thành phố sẽ có những cái, theo tôi là có những cái quyền để có thể hình dung ra được là cái sự phát triển thành phố đi theo hướng nào tốt, để từ đấy có thể là giúp cho các doanh nghiệp có sự phát triển cho nó hợp lý hơn, nó và có kết quả hơn.